Xin chào các bạn. Hiện nay khi mà mọi người đang còn mải mê tập trung vào chiếc HTC One và có thể coi là thiết bị khủng nhất hiện tại của HTC trong năm 2013. Tuy nhiên thì hôm nay cũng là thời điểm để mà hãng HTC chính thức bán ra chiếc HTC Butterfly tại thị trường Việt Nam. Và mình chỉ tiến hành unbox cái màu còn lại trong số 3 màu gồm đen, đỏ và trắng của thiết bị này. Lần trước thì 7net đã giới thiệu màu đỏ và màu trắng ở phiên bản sách tay. Về đây và phiên bản màu đen của chúng ta. Về cách đóng hộp thì chất liệu hộp của nó khác so với chất liệu hộp của máy sách tay. Chất liệu hộp này bằng giấy, nó không phải là giấy trơn bóng giống như cái hộp của phiên bản sách tay, mà sau vẫn có in các thông tin tương tự như là model này là X920D, vi xử lý 1.5GB, Qualcomm F4 Pro, chúng ta có bộ nhớ RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, vân vân. Và mình sẽ tiến hành mở hộp này ra. Trên đỉnh hộp chúng ta sẽ có chiếc Butterfly phiên bản màu đen. Ở bên trong phụ kiện thì có cục sạc. Hướng dẫn sử dụng của HTC rất là tiết kiệm, chuẩn luôn. Mình nghĩ là hiện nay các nhà sản xuất thường tích hợp luôn cái phần mềm hướng dẫn sử dụng trong máy thì nó tiện lợi hơn nhiều so với việc in quá nhiều sách. Giống như Nokia rất là phí. Chúng ta có một cái chọc SIM, có tai nghe và có cáp. Tai nghe của chiếc máy này thì là tai nghe thường, không có đi kèm tai nghe bít, mặc dù nó cũng hỗ trợ công nghệ âm thanh bít audio. Và đây là mình đang có chiếc bướm đen. Lần trước chúng ta có bướm đỏ với bướm trắng rồi, và bây giờ là bướm đen. Mặt trước của nó thì màu đen xuyên suốt trong cái thiết kế của cái màn hình cảm ứng cũng như là các cái viền xung quanh. Tuy nhiên nó tạo nên cái điểm nhấn đó chính là cái phần loa đào thoại của nó sẽ là màu đỏ rất là nổi bật. Chúng ta có camera trước có góc rộng 88 độ, chụp ảnh có thể lấy được nhiều chi tiết hơn. Màn hình của nó là 5 inch Full HD. Bên dưới chúng ta có 3 phím cảm ứng gồm Back, Home và phím đa nhiệm. Màn hình của nó lớn hơn một chút so với HTC One, chỉ là 4.7 inch, còn chiếc máy này lên tới tận 5 inch. Cạnh phải này chúng ta sử phím tăng giảm âm lượng, và cạnh trái là chúng ta hoàn toàn không có gì. Ở đây thì hai bên cạnh là nó giả vân và chúng ta tưởng tượng đây là loa ngoài nhưng thực tế thì không phải. Và trên phiên bản màu đen này thì nó không đen toàn bộ mà lại đường viền này vẫn là màu đỏ, tạo nên cái kiểu phong cách nổi bật của nó. Mình nghĩ là một số thiết bị của HTC màu đen mà kết hợp với bit audio thì đều có kiểu thiết kế màu đỏ đen như vậy. Mặt sau này như thường lệ chúng ta sẽ thấy ngay nổi bật nhất là logo của bit audio màu đỏ. Chúng ta có camera 8 megapixel, đèn flash LED và một cái đèn thông báo trạng thái thứ hai bên cạnh cái đèn phía trước này. Thì như vậy chúng ta có hai đèn trước và sau giúp cho chúng ta luôn nhận được thông báo từ máy dù chúng ta cầm kiểu gì cũng được. Chúng ta có logo HTC được in nổi lên. Mặt sau màu đen của chiếc máy này thì nó hơi khác biệt so với màu trắng và màu đỏ. Ở đây thì mình đang có một phiên bản màu trắng, thì các bạn thấy đấy là đây là mặt sau, mình so sánh cho các bạn xem. Mặt sau nếu như phiên bản màu trắng và màu đỏ này là một cái loại nhựa trơn bóng, mình cảm giác là nó khá là rẻ tiền, không đạt được cái mức sang trọng giống như chiếc HTC One X. Đều là thiết kế unibody, tuy nhiên thì cái loại nhựa này làm cho mình không cảm giác chắc chắn. Trong khi đấy với phiên bản màu đen là hoàn toàn khác biệt. Với phiên bản màu đen thì nó lại là một cái lớp cao su. Lớp cao su này thì bám tay hơn, cảm thích hơn, nó không bị trơn như hai phiên bản màu đỏ và phiên bản màu trắng này là loại nhựa trơn bóng. Tuy nhiên đến phiên bản màu đen này các bạn dễ dàng nhận thấy là nó để lại dấu vân tay mồ hôi nhìn rất là xấu. Vì thế nên nó cũng là có cái nhược điểm riêng đối với phiên bản màu đen. So với phiên bản màu trắng các bạn sẽ thấy là cái phần trên này của nó là trùng với màu đen. Tuy nhiên thì cái chỗ này là nó thiết kế màu đỏ nổi bật hơn. Bên cạnh hông cũng vậy, phiên bản màu trắng là trắng thuần, thuần khiết là cả hai bên cạnh máy. Còn với phiên bản màu đen thì vẫn là thiết kế màu đỏ này tạo điểm nhấn. Nói qua thêm một chút về cấu hình của chiếc máy này thì HTC Butterfly có cấu hình đang rất là mạnh, bao gồm là vi xử lý Snapdragon F4 tốc độ 1.5GB, RAM 2GB. Tuy nhiên thì nó cũng chưa mạnh bằng cái người đàn anh vừa mới xuất hiện vào đêm qua là HTC One. Trên đỉnh máy là cái phần thiết kế có lẽ là tù nhất khi mà đặt cái phím nguồn lên tận phía trên này. Thì cái việc thiết kế cái phím nguồn rất là cao như thế này thì chúng ta phải di chuyển tay liên tục thì mới có thể bấm được trong quá trình sử dụng, hoặc là phải sử dụng hai tay thì mới là tốt nhất. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái khe cắm SIM, chiếc máy này sử dụng micro SIM và tất nhiên là nó đã đi kèm chúng ta một cái chọc SIM rồi. Và bên dưới cái khe cắm SIM này thì chúng ta sẽ còn có một khe cắm thẻ nhớ. Rất ít người để ý đến điều này, tại từ máy này là không có khe cắm thẻ nhớ ngoài. Chúng ta có jack cắm tai nghe 3.5mm và một cái mic đàm thoại thứ hai. Ở phía dưới máy sẽ có cổng kết nối micro USB. Cái cổng này thì được che đậy bằng một cái nắp nhựa. Cái nắp nhựa này thì mình đã sử dụng rất là lâu và nhận thấy là cái nắp nhựa này thì dùng lâu thì đóng vào mở ra thì nó không đem lại sự chắc chắn mà sẽ hơi lỏng lẻo một chút, chứ không vừa khít như cái lần đầu tiên của các bạn. Về cái giao diện của chiếc máy này thì mình nói luôn là nó sử dụng giao diện Sense UI 4+, chứ không phải là giao diện Sense 5 mới giống như chiếc HTC One, mà nó chỉ là giao diện tương tự như là chiếc One X hoặc là One X cộng trước đây mà thôi. Vì thế nên bạn nào mà đang có hy vọng là sẽ được trải nghiệm những điều mới trên cái thiết bị này thì sẽ khá là thất vọng.
HTC Butterfly cũng được trang bị cái công nghệ khởi động nhanh của hãng HTC, thì chỉ mất khoảng từ 2 đến 3 giây là máy có thể khởi động lên và hoạt động bình thường. Về cái tính năng điểm yếu nhất mà bên cạnh cái phím nguồn này thì của chiếc máy này chính là cái việc là cái thời lượng pin của nó. Thì các bạn tốt nhất để xem như cái tiêu thụ hết pin nhanh là một tính năng của máy, thì sẽ thấy là cái tính năng nó hoạt động rất là tốt. Vì vậy nên mà với những ai mà đang có ý định mua HTC Butterfly thì mình nghĩ là các bạn nên mua thêm một cái cục sạc di động power bank để chúng ta có thể đề phòng hết pin, có thể sạc được ngay. Hiện nay chiếc HTC Butterfly đang được bán chính hãng tại 7net với 3 phiên bản, một đỏ, một trắng và một đen đang có sẵn. Và khi mua máy, các bạn sẽ được tặng một cái thẻ game bản quyền loại A. Vì chiếc máy đang màn hình Full HD, một số game chưa tương thích, vì thế là tốt nhất các bạn nên sử dụng game bản quyền tại Play Store thì sẽ có thể thấy là nó tương thích với những game gì, chúng ta khỏi mất thời gian đào từ bên ngoài về. Và để xem mức giá chính xác thì các bạn hãy truy cập vào trang web 7net.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết về khuyến mãi cũng như mức giá của thiết bị này. Và theo đánh giá cá nhân của mình thì các bạn có lẽ nên lựa chọn cái màu đen. Màu đen này thì cái mặt sau của nó đỡ cảm thấy nó rẻ tiền hơn so với phiên bản màu trắng cũng như phiên bản màu đỏ này. Và các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên like, share nó với bạn bè và subscribe kênh YouTube của chúng tôi, tại vì mình đã có một số cái bài so sánh chi tiết chiếc HTC Butterfly với các thiết bị cao cấp khác trên thị trường. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.